Xin chào toàn thể anh em, cô chú anh chị. Đầu năm mới Bát Xanh xin kính chúc quý cô chú anh chị và toàn thể anh em một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài, phát lộc cả năm luôn quý anh chị nhé. Bát Xanh cũng gửi lời cảm ơn tới quý khách của Bát Xanh đã luôn đồng hành và ủng hộ các sản phẩm của Bát Xanh trong những năm qua. Hôm nay Bát Xanh giới thiệu hai mẫu lồng đã được anh em ủng hộ nhiều nhất trong thời gian qua, đó là mẫu lồng chạm sóc nho và mẫu lồng chạm hoa mai. Hai mẫu này được làm hoàn toàn bằng tre già nha anh em. Giá hiện tại bên em đang bán cây lồng sóc nho hàng tiêu chuẩn là 4.600.000, giá trên đã bao gồm phụ kiện, còn cây lồng chạm hoa mai bên em đang bán với giá 3.200.000, cũng full phụ kiện. Anh em nào thích mẫu nào thì alo ngay cho em để biết thêm chi tiết về sản phẩm nhé.